trên họ vào làm ở đây là bảy rất nhiều. Đường tuần tra hôm nay chúng tôi đi rút trong đường rậm và cũng theo một cái con khe như thế này. Sao La, Quảng Nam. Tôi đang theo của tổ công tác của các anh bảo vệ rừng và kiểm lâm khu bảo tồn Sao La. Hành trình của chúng tôi đi rất là khó khăn các bạn ạ. Ôi trời ơi, vừa rồi làm một pha trượt chân của anh Tỏi. Rất may là từ thuật bóng đá. Rất may là không bị gì. Mình đi xuống dưới. Dạ chưa ạ. Đây chỉ là cuộc hành trình đi tìm kiếm Sao La thôi. Nhưng mà khi anh thấy một phần Sao La, anh sẽ biết là chắc chắn Sao La là phần của con sinh viên. Con sinh viên. Rất đường này đi theo khe này nó rất là trơn, dễ trơn trượt, cho nên việc tuần tra các em rất là vất vả khó khăn. Đây là anh Tội, là người chủ nhiệm mà đi khám nghiệm Sao La, cho nên việc đi của anh nó cũng là vất vả. Nắm đèn nó ăn được không? Được, mà có điều nó già rồi. À, già rồi. Già rồi cho nên. Năm già bò đây. Ôi trời ơi. Thì nó còn năm cái giỏ già bị đụng đầu rồi. Hả? Đầu đây. Đâu già đó. Già hả? Chớ ấm trà trắng này. Được mà. Dài. Anh Tỏi, anh đi bước đi cũng trượt ngã qua lại, cho nên anh dừng lại một chặp, tức là anh gãi đầu. Móc đầu. Rõ ràng. Vì trên này nhiều đá lông trống, rất khó đi. Cẩn thận thì chuyển thoát là
rất nguy hiểm cho xe máy. Cái hang này thường thường là con gì ở anh? Rùa hả? Chuột. Chuột. Thường là con chuột con gì nè? Chuột cống á. Dúi à? Chuột. Tại anh đi khám nghiệm rất là đủ thể loại, các thành phần. Hết sức cẩn thận. Các bạn có thể thấy ở đây có một cái hoa rất là đẹp. Trong khu bảo tồn Sao La Quảng Nam thì có rất là nhiều loài hoa đẹp như thế này. Hoa me đá. Hoa me đá. Đây, đây tiếp tục hành trình. Ôi trời ơi. Đi hết sức cẩn thận. Cho nên đá rất trơn. Quay ra bà con thấy được đường thoát cỡ nào.
Đúng rồi. Ủa, không có thế. Ô, oh, xin chào. Sao ở đây đó về làm một chương trình sao vậy? Làm về những người làm đi làm phim tại sao lại? Làm một hội thoại phim đi tìm kiếm sao lại? Rồi. Đường đi hết sức là khó khăn. Từ hành trình của tôi mới thấy được là cái công việc vất vả của các anh bảo vệ rừng cũng như là kiểm lâm khu bảo tồn Sao La của anh như thế nào. Các anh đang ngồi nghỉ ngơi và cũng như là tìm đường. Bạn đang đến với bữa ăn trưa trong rừng. Trên đường chúng tôi đi tuần tra và mọi người thưởng thức bữa cơm bên bờ suối. Nhận xét sao về bữa cơm này tầm này? Khổ quá. Các bạn có thể nhìn thấy cái ngọn thác ở vị trí này rất đẹp, cũng rất là nguy hiểm. Một bên là vực sâu và một bên là vách núi, rất là dễ trơn trượt, thật sự rất nguy hiểm.